Thưa anh chị, vì trong quá trình khi chúng ta làm kế toán hộ kinh doanh thì chúng ta có ba cái văn bản chính để nó quy định đến cái việc thực hiện công việc của các anh chị. Bao gồm thứ nhất là về chế độ kế toán dành cho hộ kinh doanh áp dụng bắt đầu từ thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên có những khu vực thì kịp thời áp dụng triển khai ngay, có những khu vực thì trong cái giai đoạn quý 1 thì vẫn làm thủ công. Nhưng bên cạnh đấy thì nó đi kèm theo hai cái văn bản nữa, đó là cái văn bản kê khai thuế theo thông tư 40 và hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Kê khai thuế theo thông tư 40 thì đã có thời điểm đã có hiệu lực từ năm 2021 rồi, nhưng hóa đơn điện tử thì hộ kinh doanh trong cái giai đoạn 1 mới triển khai cho sau đó thì đến tỉnh còn lại. Và hiện nay thì nó có những cái văn bản thay đổi trên đó, bao gồm có về thứ nhất hóa đơn điện tử thì có nghị định 123 thông tư 78, sau đó thì có cái nghị quyết 43 hướng dẫn về miễn giảm thuế dành cho hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp. Tiếp theo hôm 20 tháng 6 vừa rồi thì lại ra tiếp một cái nghị định số 41 nữa, ban hành vào ngày 20 tháng 6 về hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử cũng như là về điều chỉnh một số điều trên nghị định 123 và một số điều trên cái nghị định 15 về miễn giảm thuế. Cái nội dung này thì chắc là buổi sau sẽ chia sẻ cho các anh chị, vì sáng nay thì bên em đã chia sẻ cho doanh nghiệp rồi, nhưng mà tối nay thì bên em sẽ hướng dẫn tập trung về việc sổ sách giấy tờ chứng từ, cho nên là cái nội dung của nghị định 41 thì nó chưa ảnh hưởng nhiều lắm, mà nó chỉ có một số ít nội dung thay đổi thôi, thì sẽ buổi sau sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị. Thì thứ nhất, để thực hiện vấn đề như vậy thì các anh chị cần cài phần mềm, hoặc các anh chị có thể sử dụng cái Excel theo cái biểu mẫu, hoặc có thể dùng bất cứ một cái phần mềm kế toán hộ kinh doanh nào của một cái nhà cung cấp nào, thì bên Eximen cũng như là bên Moifone có kết hợp để ra một gói sản phẩm phần mềm kế toán tích hợp tích hợp chữ ký số và kê khai thuế. Thì tất cả mọi thao tác làm việc nó đều trên một giao diện của một phần mềm, nhập hàng hóa, xuất hàng hóa, sau đó thì lên tờ khai, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế hoàn toàn trên một cái phần mềm, không mất quá nhiều thao tác qua các chương trình khác. Thì đây là cái sự tiện dụng dành cho các anh chị, và đặc biệt trong cái giai đoạn 1 thì có rất nhiều các anh chị được hưởng chính sách giá ưu đãi từ bên nhà cung cấp. Và đến giai đoạn 2 thì cũng đã có một số tỉnh tiếp tục triển khai thì cũng đã được áp dụng theo cái chính sách của bên Eximen kết hợp với Mobifone để thực hiện chương trình này. Thế còn hiện nay thì có cũng rất nhiều các đơn vị vẫn chưa áp dụng về phần mềm vì cũng có nhiều cái đoạn vướng. Tuy nhiên đến ngày 31 à ngày 30 tháng 6 sắp tới đây, nghĩa là sẽ là kết thúc cái quá trình sử dụng hóa đơn giấy và hoàn toàn tất cả sẽ được chuyển sang hóa đơn điện tử. Đây là một cái điểm, cái mốc rất là quan trọng đối với các anh chị, đặc biệt là những anh chị áp dụng trong cái giai đoạn 2, vì cái kỳ kê khai thì nó bắt đầu là từ quý 2 là từ mùng 1 tháng 4 cho đến 30 tháng 6, mà trước đó các anh chị dùng hóa đơn giấy thì khi nhập vào phần mềm sẽ như thế nào và hóa đơn điện tử song song ở trên đấy như thế nào. Thì đây là một cái điểm vướng vừa rồi của một số anh chị, để trong buổi nay em sẽ hướng dẫn lại để cho các anh chị cách cách thức để làm sao nó không bị ảnh hưởng trong cái chuyện chúng ta vừa nhập hóa đơn giấy và vừa nhập hóa đơn điện tử. Thì sau khi cài phần mềm thì ở ngoài biểu tượng màn hình sẽ xuất hiện cái phần mềm Eximen 9.1 HKT. HKD chính là dành cho hộ kinh doanh. Và bên cạnh đấy thì nó sẽ một cái biểu tượng đó là AC Invoice. Thì AC Invoice là chỉ chuyên dùng để thực hiện về hóa đơn điện tử thôi. Đó, thế còn 9.1 hộ kinh doanh thì nó là áp dụng được cả kế toán và cả hóa đơn điện tử tích hợp, cả hai trong một luôn. Thì đây là cái chương trình, và các chị kích đúp vào phần mềm để đăng nhập. Mỗi một hộ kinh doanh thì đều được cung cấp một cái tài khoản, tên truy nhập và mật khẩu cũng như cái data cho các anh chị. Bên cạnh đó thì sẽ được cung cấp một cái tên đăng nhập vào phần mềm, và sau khi đăng nhập các anh chị có thể vào để thay đổi cái mật khẩu của anh chị đi. Thì là liên quan đến cái bảo mật số liệu của các anh chị. Thì anh chị lưu ý sau khi chúng ta gõ mật khẩu đăng nhập vào chương trình phần mềm và nhấn chấp nhận thì lúc đó nó sẽ đăng nhập vào phần mềm. Thì đây là cái quy trình làm việc của phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh, gồm có từ tất cả các bảng kê chứng từ hóa đơn đầu vào của anh chị. Các chị nhập vào phần mềm, sau đó phần mềm mới xử lý ra được toàn bộ các sổ sách, các biểu mẫu chứng từ theo quy định của thông tư 88. Đồng thời nó sẽ xuất ra dưới dạng file mềm hoặc là file đẩy sang hỗ trợ khai
xuất sang file XML để anh chị có thể nộp thuế điện tử và có thể in ra chứng từ theo cái quy định của chế độ kế toán thông tư 88. Và với chương trình thì nó cũng sẽ có một cái phần mẫu cho các anh chị, nếu như các anh chị nào cần sử dụng trên Excel, nếu như chúng ta chưa kịp thời nhập hết phần mềm thì anh chị có thể kê khai trực tiếp trên cái mẫu, anh chị vào mục hệ thống. Ở đây nó sẽ có biểu mẫu liên quan đến toàn bộ cái danh sách 7 cái sổ sách theo cái thông tư 88 dành cho các anh chị. Thì anh chị cứ nhấn vào đây, chúng ta sẽ xuất cái file sổ mẫu này ra. Sau đó thì anh chị có thể nhập số liệu vào. Còn với các anh chị mà đã thực hiện nhập liệu trên phần mềm thì nó sẽ tự động xuất sang cho các anh chị sẽ không cần phải nhập thủ công nữa, mà anh chị chỉ thực hiện cái giao dịch đó liên quan đến nhập xuất hàng tồn kho hàng hóa và bán hàng hóa xuất hóa điện tử, thì nó sẽ đẩy sổ sách cho các anh chị. Thì cái hệ thống biểu mẫu này thì hôm nay đang được cung cấp dưới dạng Excel để anh chị có thể tham khảo. Vì có nhiều anh chị mà làm muộn thì cũng có thể chúng ta sẽ phải sử dụng phương án là nhập theo cái kiểu mẫu này trước. Thế còn trường hợp nếu như đã nhập đầy đủ trên phần mềm thì nó sẽ tự xuất ra cho các anh chị. Và có một cái điểm lưu ý đó là cái mẫu khi mà xuất ở trên phần mềm thì nó không giống hoàn toàn 100% với cái mẫu theo thông tư. Vì bản chất thông tư sẽ là cái hướng dẫn để cho các anh chị sử dụng. Thế còn trong quá trình khi nhà cung cấp phần mềm thực hiện làm thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh để nó phù hợp với cái thực tế của hộ kinh doanh cũng như cái chỉ tiêu số liệu đảm bảo làm sao đó để thực hiện cái việc mà áp dụng đúng kỳ kiểm tra, các anh chị có thể đảm bảo bảo vệ được số liệu và giải trình được số liệu theo cái dữ liệu mà nhập từ phần mềm đẩy ra. Đây sẽ xuất 7 cái mẫu sổ để cho các anh chị xem. Thì đặc biệt hộ kinh doanh thì chỉ quan tâm đến hai cái sổ nhiều nhất, đó là sổ S1 và sổ S2, những cái sổ về doanh thu và sổ về hàng hóa. Thì đây là hai cái sổ mà liên quan đến nhiều nhất dành cho các anh chị. Tại vì với hộ kinh doanh thì chúng ta phải có phần doanh thu, đấy là phần quan trọng. Và sau đó thì bên cạnh nó thì có thể liên quan đến hàng hóa với trường hợp mà có hoạt động về mua bán, nhập xuất hàng. Và nó sẽ lên được cái tờ khai thuế và cái phụ lục đi kèm cho các anh chị. Đây là 7 cái mẫu sổ thì anh chị có thể vào phần mềm và in ra được từ sổ S1 cho đến S7. Đó là giới thiệu anh chị về cái phần mẫu sổ để anh chị có thể tham khảo trong quá trình khi mà anh chị làm. Tiếp theo thì sau khi anh chị được cài đặt phần mềm thì anh chị sẽ thực hiện các phần nghiệp vụ phát sinh như sau, bao gồm có thứ nhất liên quan đến về phần kế toán. Các chị sẽ vào phần số dư đầu kỳ. Anh chị sẽ nhập toàn bộ cái số dư kỳ trước đối với các anh chị mà thực hiện từ quý 1 thì chúng ta sẽ nhập số dư của cuối năm 2021. Còn với các anh chị thực hiện áp dụng từ quý 2 thì các chị sẽ nhập số dư vào ngày cuối kỳ, đó là ngày 31 tháng 3. Còn số dư như thế nào thì anh chị bắt đầu nhập vào phần mềm. Để từ đó phần mềm sẽ chốt cái số dư đầu kỳ của quý 1 hoặc đầu kỳ của quý 2 cho các anh chị. Từ đó các anh chị bắt đầu thực hiện các thao tác nghiệp vụ về nhập xuất mua hàng hóa. Trong phần dư đầu kỳ này thì anh chị chỉ lưu ý chúng ta sẽ nhập một số các thông tin như sau. Thứ nhất là anh chị vào nhập hàng hóa, có phải cái danh sách hàng hóa của anh chị có bao nhiêu để chị chọn vào đây. Trong cái phần này thì nó có một cái điểm, đó là nó sẽ có rất là nhiều cái nhóm thuế suất khác nhau. Thì các anh chị nào thuộc dạng buôn bán hàng hóa, nhà phân phối, đại lý thì anh chị sẽ chọn vào nhóm 1 này, là nhóm thuế suất 1,5%. Tương tự như thế thì các anh chị thuộc các nhóm tiếp theo, khi anh chị đang thực hiện nghĩa vụ thuế chúng ta như nào thì chọn tương ứng với cái nhóm dịch vụ thế này, nhập mặt hàng vào trong đó. Một hộ có thể sử dụng nhiều dịch vụ hàng hóa thì có thể là nhiều nhóm mặt hàng theo mức thuế suất khác nhau. Và đặc biệt trong cái kỳ vừa rồi thì sau ngày 22 tháng 6 thì có một cái văn bản đã thay đổi cái việc, đó là hóa đơn của hộ kinh doanh được phép xuất nhiều mặt hàng với nhiều loại thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn. Thì đây là nội dung mới. Thì có một điểm lưu ý, đó là phần mềm trước khi mà áp dụng cái chính sách giảm thuế thì bên chúng em đã làm sẵn cái việc là có thể xuất nhiều loại hàng hóa nhóm thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn rồi. Nhưng sau đó cái nghị định 15 nó ra đời thì nó yêu cầu là phải tách từng loại thuế xuất ra theo từng hóa đơn khác nhau. Đấy, cho nên là cái mẫu hóa đơn tại thời điểm đó và đến mẫu hóa đơn tại thời điểm bây giờ khi có hiệu lực của cái văn bản thay thế, đó là cho phép xuất nhiều loại hàng hóa với nhiều mức thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn.
thì nó phải thể hiện được cái chỉ tiêu là nhóm thuế suất. Đây, cái nhóm thuế suất đây nó rất là quan trọng nên chị lưu ý nhé. Nhóm 1,5%, nhóm 5%, nhóm 7% trên cùng một hóa đơn. Lát nữa em sẽ vào một cái hóa đơn chi tiết để chị nắm bắt được cái nội dung đó. Thì với cái hóa đơn như vậy thì có thể chúng ta sẽ phải thay đổi cái mẫu hóa đơn. Thay đổi cái mẫu hóa đơn để nó thể hiện được trên hóa đơn đó là gì, mỗi mặt hàng sẽ thể hiện tương ứng với mức thuế suất bao nhiêu. Sau đó nó sẽ ra được cái số giảm thuế là bao nhiêu. Thì đây là một cái văn bản nó khi mà ban hành ra thì ảnh hưởng khá là lớn đến cái chuyện mà chúng ta sẽ phải thực hiện theo cái quy định mới. Tuy nhiên cái cách thức mà thể hiện như thế nào thì bên giám sát sẽ nghiên cứu để cho thực hiện cái vấn đề này, tránh cái trường hợp đó là trước đây chúng ta đã sử dụng một cái hình thức khác mà đến bây giờ lại sử dụng một hình thức khác, thì đây cũng là cái vấn đề bất cập trong quá trình vừa rồi khi mà có sự thay đổi của văn bản pháp luật. Và khi các anh chị nhập hết toàn bộ danh sách hàng hóa của các anh chị vào phần mềm, hôm nay thì có một anh chị có hỏi là bên anh chị là thuộc cái mặt hàng là dịch vụ photo, thì khi mà nhập về thì nó là nguyên vật liệu, nhưng mà khi bán ra thì nó là mặt hàng, nó là dịch vụ, là thành phẩm, thì cái cách thức nhập như thế nào? Thì trả lời các anh chị là thứ nhất, các anh chị hãy dùng tất cả các nguyên vật liệu này, các anh chị nhập vào như bình thường. Thế sau đó thì cái thành phẩm bán ra của anh chị, mặc dù nó không có hàng tồn, nó không phải là hàng hóa mua về, mà nó sau khi gia công chế biến thì nó thành một thành phẩm, thì anh chị nhập vào đúng cái nhóm thuế suất của anh chị. Ví dụ là nhóm 4,5% chẳng hạn, hoặc là nhóm 7% chẳng hạn, các chị cái thành phẩm các chị nhập đúng vào cái nhóm đấy để tính thuế nhé. Còn cái việc nhập nguyên vật liệu và xuất nguyên vật liệu các chị thực hiện thủ công. Với các trường hợp này thì có những mặt hàng nào nó liên quan đến cái hình thức đó, thì thứ nhất là lĩnh vực nhà hàng này, lĩnh vực photocopy này, lĩnh vực in biển quảng cáo này, lĩnh vực sản xuất đồ chơi này, lĩnh vực về sản xuất bánh kẹo này. Đấy, đấy là một số những cái mặt hàng tiêu biểu của anh chị thì sẽ sử dụng theo phương án là gì? Vừa có nguyên vật liệu hàng hóa và vừa có thành phẩm, và đều qua cái khâu là chế biến, gia công và sản xuất. Thì chị lưu ý giúp em là nhập những cái mặt hàng như vậy, vì như vậy thì nó mới có được cái hàng hóa để anh chị bán ra. Còn nếu như không nhập vào thì nó sẽ không có để bán ra. Và lưu ý các trường hợp như vậy, anh chị sẽ thực hiện thao tác là xuất kho thủ công, mua nguyên vật liệu, sau đó xuất nguyên vật liệu để chế biến, gia công, sản xuất, sau đó để xuất hóa đơn. Đây là cái điểm lưu ý các anh chị. Trong quá trình mà các chị làm giai đoạn đầu ấy, thì chưa nắm rõ được về cái công cụ, thì cũng xảy ra khá nhiều trường hợp là không thiết lập được cái vấn đề xuất kho đồng bộ như thế nào. Thì cái này thì em cũng đã có một cái video hướng dẫn riêng rồi, các chị có thể tham khảo video đó. Còn trong buổi hôm nay thì em sẽ không đi sâu vào, mà chỉ hướng dẫn các chị là những cái yếu tố cần thiết để in được sổ sách chứng từ nó gồm có những cái gì, nên được tờ khai thuế thì gồm có gì. Thì đầu tiên các chị phải nhập qua bộ danh sách hàng hóa, được chưa? Tiếp theo các chị nhập danh sách khách hàng. Nếu mà danh sách khách hàng, các chị cũng nhập danh sách khách hàng vào đây. Đấy. Và thứ ba là nhập danh sách nhà cung cấp. Các chị cũng vào danh sách nhà cung cấp và nhập toàn bộ danh sách nhà cung cấp vào đây. Đấy. Thì các yếu tố làm sao để nên được các sổ thì nó yêu cầu là bắt buộc là có những thông tin như vậy. Và trong cái danh sách khách hàng này thì các chị lưu ý là trong cái giai đoạn đầu khi chưa có chi tiết thì khi chúng ta bán hàng chúng ta sẽ chưa biết được cho cái đối tượng đấy là khách hàng nào. Đấy. Thì sau này khi quá trình sau này thì có hỗ trợ cái việc đăng ký chi tiết cho từng khách hàng thì lúc đó mới nên được cái sổ chi tiết cho từng khách hàng. Còn giai đoạn đầu là nó không có cái đó. Cũng như cái phần công nợ phải trả cũng thế. Đây là liên quan đến một số cái sổ phải thu, sổ phải trả. Thì đấy là những cái mà nó sẽ hỗ trợ cho anh chị trong quá trình thực tế khi làm việc. Rồi, sau khi có danh sách hàng hóa, danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp thì các chị sẽ thực hiện các phần việc liên quan đến nghiệp vụ phát sinh. Các chị kích vào phần nghiệp vụ phát sinh này. Ở đây các chị lưu ý là chúng ta sẽ phải chọn một số cái tiêu chí như sau. Đầu tiên đó là năm tài chính. Năm tài chính với trường hợp trước năm 21 chúng ta không có, nhưng có thể các chị tạo nhầm, chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta sẽ phải chọn vào đây là năm 2022. Bắt đầu làm về sổ sách, được chưa? Và làm việc của tháng nào thì anh chị chọn nó đúng vào tháng đấy để tránh trường hợp số liệu nó sẽ bị nhập từ tháng này, sau đó quay ra màn hình khác quay lại không thấy số liệu đâu. Lý do đó là mình nhập vào một cái tháng khác thì nó tự chạy về cái tháng đấy của nó. Được chưa? Đấy là cái điểm anh chị chú ý. Đầu tiên đó là làm việc của tháng nào thì chọn đúng vào tháng đó. Thứ hai là về phần nghiệp vụ thì đây nó sẽ có các nghiệp vụ đã được định nghĩa sẵn. Các chị thực hiện theo đúng phần nghiệp vụ ở đây. Còn có nghiệp vụ bán hàng xuất hóa đơn, nghiệp vụ nhập hàng, nghiệp vụ xuất hàng, nghiệp vụ
hạch toán chi phí, nộp thuế, phần lương bảo hiểm và thu tiền chi tiền có nợ báo cáo của ngân hàng. Thì đây là những nghiệp vụ đã được định nghĩa sẵn. Các chị thực hiện đến phần nghiệp vụ nào thì thực hiện đúng phần nghiệp vụ đó. Ví dụ để thực hiện bán được hàng hóa thì ngoài cái việc hàng tồn trong kho quản trị thì các chị thực hiện phần nhập hàng hóa, thì các chị chọn vào phần nhập hàng. Đó, sau đó các chị gõ nhấn nút thêm mới và gõ ngày vào thì nó sẽ chạy ra các nghiệp vụ nhập hàng hóa cho các chị. Nó gồm có nhập hàng, sau đó thanh toán. Đấy, thì các phần nghiệp vụ như vậy. Tiếp theo thì liên quan nghiệp vụ về doanh thu bán hàng, cũng vậy các chị chọn vào. Sau đó các chị cũng nhấn thêm mới và các chị thực hiện gõ ngày vào, sau đó thì thực hiện nghiệp vụ bán hàng. Phần lớn các chị đều đã nắm được nội dung này rồi, cho nên chỉ đi nước qua thôi. Đó là ta sẽ thực hiện nghiệp vụ mua hàng, sau đó thì bán hàng. Và đặc biệt ở đây nó có một điểm chú ý là với các đơn vị thương mại mua và bán ra thì nó sẽ thực hiện cho các chị đó là xuất kho tự động. Nó sẽ thực hiện xuất kho tự động. Còn với những anh chị mà thuộc nhóm dịch vụ thì chúng ta sẽ không thiết lập xuất kho tự động mà chúng ta sẽ thực hiện xuất kho thủ công. Vì nó liên quan đến là khi chúng ta xuất nguyên vật liệu ra để chế biến, sản xuất hoặc gia công thì lúc đó nó sẽ thực hiện nghiệp vụ xuất kho. Thế còn trường hợp hàng hóa các chị bán ra là thành phẩm thì nó sẽ không tự trừ đi được cái mặt hàng đó của chị. Cho nên chúng ta sẽ phải thực hiện một cái bước đó là phần xuất kho thủ công. Thì có một số anh chị trong lĩnh vực về cung cấp thực phẩm ấy, thì anh chị có hỏi là bây giờ các anh chị có bán cái rau củ quả mà mỗi một ngày một vài cái phiếu mua hàng mà bây giờ không có thời gian để nhập cái số liệu đó, mà có thể một tuần hoặc một tháng các chị nhập một lần, và một cái nghiệp vụ xuất kho có được không, còn nhập kho có được không? Thì cái này trước đây các chương trình hướng dẫn thì em cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, là các chị hoàn toàn có thể thực hiện cái việc là xuất kho định kỳ theo tuần hoặc theo tháng. Nhưng các chị lưu ý là cần phải có hai cái thứ nhất đó là một cái hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Đó là gì? Chúng tôi sẽ thực hiện cái việc giao dịch về thực phẩm hàng hóa này, và định kỳ trong kỳ một tháng hay một tuần chúng tôi sẽ kiểm kê lại số liệu này và bàn giao xuất hóa đơn theo thời điểm, tại thời điểm đó. Đấy, nghĩa là không phải cứ khi nào mà anh chị bán một cái em phải xuất hóa đơn ngay, mà có thể là gì? Theo hợp đồng nguyên tắc thì anh chị sẽ đợi đến tại thời điểm là cuối tháng hoặc là cuối tuần các chị làm một cái họ xuất một cái hóa đơn theo cái hợp đồng nguyên tắc đó, thì các chị phải có. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phiếu giao nhận hoặc là phiếu bảng kê hàng hóa của anh chị trong vòng thời điểm đó là mỗi một kỳ liên quan đến tại thời điểm xuất kho, thì các anh chị sẽ thực hiện tập hợp toàn bộ các giao dịch, các phiếu bảng kê của từng lần mua hàng hóa để các chị nhập vào cái phiếu xuất kho tại thời điểm cuối kỳ, cuối tuần hoặc cuối tháng. Thì anh chị phải lưu lại cái phiếu mua hàng đó hoặc là cái bảng kê đó, để sau này khi cần cơ quan thuế sẽ vào kiểm tra thì sẽ có một cái nội dung để giải trình đó là gì, vào ngày nào các chị bán những mặt hàng gì, nhập những mặt hàng gì, xuất những mặt hàng gì. Thì đấy là cái liên quan đến cái bảng kê chi tiết. Thế còn nếu như các chị có thời gian thì các chị nhập bảng kê chi tiết đấy thì càng tốt. Cho nên mình bận quá thì mình vẫn phải lưu lại cái liệu đấy cuối tháng, cuối kỳ và cuối tuần đấy, thì mình có thể là thực hiện cái việc là xuất kho tổng thôi, và đi kèm với nó thì sẽ có chi tiết ở trên cái số liệu của các anh chị. Thì đấy là cái cách để hỗ trợ cho anh chị cái việc là chúng ta không phải nhập hàng ngày. Nhưng nếu có thời gian thì anh chị nên nhập hàng ngày thì là tốt nhất, vì nó ra chi tiết cho anh chị trên cái sổ doanh thu và sổ hàng hóa ấy. Nó kiểm tra sẽ rất là chính xác. Thì đây là cái trên phần mềm nó sẽ liên quan phần sổ sách. Đấy, thì chị lưu ý là như vậy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị ở cái phần các anh chị thuộc nhóm ngành dịch vụ gia công sản xuất thì làm thế nào để khi bán thành phẩm nó không yêu cầu hàng tồn kho. Thì một số video trước đây thì đã hướng dẫn các chị rồi, nhưng hôm nay sẽ hướng dẫn lại các anh chị. Nếu như các anh chị quan sát kỹ và lần sau chúng ta sẽ thực hiện theo đúng như vậy. Còn nếu như trường hợp mà chưa làm được thì anh chị có thể liên hệ lại với đội nhóm hỗ trợ để được hỗ trợ. Để thực hiện được phần việc này thì anh chị phải vào quyền admin nhé, thì mới thiết lập được cái phần vấn đề này. Sau khi đăng nhập bằng quyền admin, các chị vào phần kế toán này và phần số dư đầu kỳ này. Sau đó vào phần 511, các chị kích chuột phải, chọn đăng ký chi tiết. Ở đây các chị để ý này, các chị đánh dấu vào phần là gì?
Danh mục có dịch vụ không tính tồn kho. Được chưa? Các anh chị đánh dấu vào đây. Sau đó các anh chị nhấn chấp nhận. Đấy, nhấn chấp nhận. Tiếp theo các anh chị kích đúp vào 511. Và với những mặt hàng nào thuộc nhóm dịch vụ thì anh chị lưu ý này, nhấn nút sửa này, sau đó chị đánh dấu vào đây, cột dịch vụ này. Đấy. Thì khi các anh chị bán ra nó sẽ không yêu cầu hàng tồn kho nữa. Được chưa ạ? Còn với anh chị mà là mua hàng về sau bán hàng ra thì bắt buộc là phải có hàng tồn kho. Hoặc là có hàng từ số dư từ đầu kỳ trước. Đấy, thì anh chị lưu ý. Thì cái thao tác đối với các anh chị mà thuộc lĩnh vực sản xuất gia công thì anh chị chọn cái phần như vậy và lưu ý là đánh dấu vào cái phần dịch vụ này để khi mà bán hàng nó sẽ không yêu cầu hàng tồn kho nữa. Thì đây là một số các anh chị có hỏi vấn đề này thì em sẽ hướng dẫn luôn trong với nội dung như vậy. Rồi sau khi các anh chị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nhập hàng, xuất hàng, bán hàng và hạch toán thì các anh chị sẽ tiến hành thực hiện thao tác xuất các sổ kế toán. Thì thao tác như sau. Đầu tiên các anh chị vào phần sổ kế toán chi tiết. Các chị nhấn vào chi tiết doanh thu. Tiếp theo các anh chị chọn thời gian. Thời gian thì đây nó có hai phần để các anh chị lựa chọn, một là theo tháng, hai là theo ngày. Theo ngày đây thì các chị có thể gõ từ ngày nào đến ngày nào hoặc là trong vòng một ngày, được chưa? Ví dụ chỉ chọn một ngày thôi thì nó sẽ ra một ngày. Còn các chị có thể gõ từ đầu tháng đến cuối tháng hoặc từ đầu tháng đến giữa tháng, thì đây cái ngày này các chị có thể lựa chọn nhé. Còn thông thường thì các chị có thể chọn theo tháng. Sau đó các chị chọn vào từ tháng 1 cho đến tháng 3 chẳng hạn, đó là tại thời điểm quý 1. Sau đó phía bên phải này các chị đánh dấu vào phần các mã có phát sinh. Các chị đánh dấu vào đây. Tiếp theo các anh chị đánh dấu vào chọn tất cả các mã. Sau đó các anh chị nhấn vào xuất Excel. Thì ngay lập tức phần mềm nó sẽ xuất lần lượt toàn bộ những cái mặt hàng có bán hàng tại thời điểm quý 1 cho các anh chị để lên theo cái sổ S1. Rồi, khi đó thì các anh chị mở lên. Đây được chưa ạ? Thì từ mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 3 sẽ có các phát sinh gồm có là gì? Mặt hàng thứ nhất có ngày phát sinh, số chứng từ, ngày chứng từ, nội dung mặt hàng, đơn giá, số lượng và thành tiền. Thì đây là số S1 doanh thu cho các anh chị. Mặt hàng thứ nhất này, mặt hàng thứ hai này, mặt hàng thứ ba này, lần lượt này. Đấy, thì đây là cái sổ S1 các anh chị có thể in ra, được chưa ạ? Trên cái mẫu của thông tư thì nó chỉ kê cho một mặt hàng thôi, được chưa ạ? Nó chỉ kê cho một mặt hàng thôi. Thế nhưng mà nếu mà như vậy thì nó sẽ rất là bất cập. Ví dụ các anh chị mà có đến 50 mặt hàng, thậm chí là 100 mặt hàng mà anh chị kê theo cái mẫu này thì các anh chị sẽ không thể kê ra được, được chưa ạ? Có rất nhiều anh chị hỏi là tại sao cái mẫu nó không theo cái mẫu của thông tư. Bản chất thông tư thì người ta đưa ra là để các anh chị hướng dẫn để vận dụng trong quá trình chúng ta làm, nhưng thực tế trong quá trình làm của các anh chị là nó phải được vận dụng để làm sao khi cơ quan thuế vào kiểm tra nó phải đảm bảo được đầy đủ các thông tin. Ví dụ cái mẫu này của cơ quan thuế chỉ đưa ra được 3 cái nhóm thuế thôi, đúng không ạ? Nhưng thực tế hoạt động kinh doanh của anh chị nó liên quan đến 7 thậm chí 8 cái nhóm thuế khác nhau thì cái sổ này nó không đáp ứng được, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái này nó chỉ đi theo cho một mặt hàng thôi, một mặt hàng thôi. Mà nếu như mà anh chị có khoảng 50 cái mặt hàng, thậm chí là 100 mặt hàng, 1.000 mặt hàng mà in ra mỗi một cái mặt hàng mà anh chị in một sổ này thì nó sẽ rất là vất vả. Nó sẽ không thể nào mà nó thể hiện hết được cái số lượng cho các anh chị. Thế cho nên là khi nhóm các phần mềm làm thì bên em có tính toán là gì? Làm sao để tiện cho hộ kinh doanh nhất thì với mỗi một cái sổ chi tiết này nó sẽ được kê lần lượt từ nhóm mặt hàng số 1, mặt hàng số 2 để chi tiết cho đến hết N mặt hàng cho anh chị, và mỗi mặt hàng này nó đều nên là con số tổng cho anh chị, được chưa? Đấy. Thì lý do nó là cái chỉ tiêu liên quan đến cái vấn đề là hàng hóa nó là như vậy. Thì đây ví dụ nó liên quan đến nhóm dịch vụ là nhóm thứ hai này. Đấy, thì nó sẽ có các mặt hàng đây. Còn nhóm 1 là nhóm hàng hóa đây thì nó là có các mặt hàng đây. Đấy. Thì cái sổ này nó vẫn đảm bảo được thông tin là gì? Cái thông tin này là quan trọng nhất đối với anh chị này. Đầu mối số chứng từ, ngày chứng từ, nội dung hàng hóa,
Đấy, đơn vị tính số lượng thành tiền nó là cái gì? Đây là cái chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Thế ngoài ra thì sổ có thể kẻ ngang hoặc là kẻ dọc. Nếu như theo cái mẫu của thông tư này quy định ấy, thì nó sẽ không thể đảm bảo hết cho anh chị các thông tin đấy được. Đúng không ạ? Ở đây nó sẽ là gì? Số lượng đơn giá thành tiền. Đấy, nó số lượng đơn giá thành tiền. Nhưng mà nếu nhìn như thế này thì anh chị sẽ rất là khó ra được các tổng, có rất là khó ra được cho từng mặt hàng chi tiết. Thế cho nên đây mới là sổ chi tiết cho một mặt hàng. Nếu mà nhiều mặt hàng thì cái này nó sẽ không đáp ứng được. Đúng không ạ? Thế nên do đó khi cái sổ phần mềm làm nó ra nó khác với cái mẫu này là ở lý do là như vậy, vì nó đảm bảo là cái thông tin nó phải đáp ứng đủ trên thuế và kiểm tra, và trong cái quy định của văn bản pháp luật ấy thì cũng cho phép là gì, người sử dụng vận dụng cái sổ làm sao để đảm bảo theo đúng cái thông tin theo yêu cầu để có thể đáp ứng được việc quản lý là được. Đấy là cái này, điều này là cho phép nhé. Đấy là cái thứ nhất về cái sổ doanh thu cho anh chị. Và trên phần mềm thì nó cho ra hai loại sổ, gồm có sổ chi tiết doanh thu và cái hai là sổ tổng hợp doanh thu. Chi tiết doanh thu thì nó chi tiết theo từng mặt hàng và nó theo từng ngày từng tháng. Thế còn tổng hợp doanh thu thì nó ra cho các anh chị là tất cả các mặt hàng, nhưng cái nào chỉ tổng hợp một mặt hàng thì nó chỉ ra một số tổng thôi, chứ nó không chi tiết theo từng ngày giao dịch nữa. Và sổ chi tiết thì nó mới ra được cho từng ngày giao dịch của từng mặt hàng. Thế còn sổ tổng hợp này thì nó chỉ ra được chung cho tất cả các mặt hàng thôi. Đây, ví dụ là một mặt hàng thứ nhất này thì tổng số là bằng này. Đây, tổng số này. Đấy. Và trên cái phần này nó sẽ có phần giảm thuế. Nếu như mặt hàng nào được giảm thuế thì nó sẽ có phần giảm thuế nữa trên cái sổ doanh thu này. Được chưa ạ? Và đây là nhóm thứ nhất, sau đó xuống nhóm thứ hai và xuống nhóm thứ ba. Thì đây là những cái mà sổ doanh thu nó có hai cái, sổ F1 nó có hai cái là tổng hợp doanh thu và chi tiết doanh thu, để các anh chị có thể là khai thác. Tiếp theo thì nó sẽ liên quan đến cái sổ S2, đó là sổ hàng hóa. Đây, các chị vào phần này. Sổ kế toán chi tiết, sau đó chi tiết tồn kho, chị nhấn vào. Cũng tương tự như bên kia, các anh chị chọn thời điểm từ thời gian nào đến thời gian nào. Sau đó các anh chị tích vào phần có phát sinh và cũng chọn tất cả các mã để nó in ra được tất cả các mã có phát sinh cho các anh chị. Còn cái nào không có phát sinh thì nó sẽ không in ra, để tránh trường hợp khi các anh chị có đến hàng nghìn mặt hàng mà trong khi đó chúng ta chỉ phát sinh có khoảng 200 mặt hàng thôi thì nó chỉ in những mặt hàng có phát sinh, còn không có phát sinh thì chúng ta không cần thiết in ra, mà tránh cái chuyện là số liệu nó quá nặng và thậm chí nếu khi in ra giấy thì nó tìm kiếm nó sẽ rất là vất vả. Đó. Đây, sổ chi tiết về vật tư sản phẩm hàng hóa đây, sổ S2 thì anh chị cũng tương tự như vậy thôi. Nó sẽ có gồm có là gì? Mặt hàng thứ nhất này, số chứng từ này, ngày chứng từ này, nội dung mặt hàng là gì, nội dung diễn giải này. Sau đó thì đơn vị tính này, đơn giá này, số lượng nhập xuất này, tồn này. Đấy. Thì cái này nó cũng là cái căn cứ để nó lên được cái phụ lục bản kê kinh doanh cho các anh chị khi các anh chị nộp tờ khai thuế. Nó sẽ chính là cái bản phụ lục này, nó đẩy từ đây để nó lên được cái bản phụ lục đó cho các anh chị. Yeah. Đây là sổ chi tiết S2, vật tư dụng cụ sản phẩm hàng hóa. Tiếp theo thì sẽ là sổ tổng hợp, thì các anh chị cũng vẫn chọn vào phần mềm, chọn vào sổ kế toán chi tiết, sau đó vào tổng hợp tồn kho. Các chị cũng chọn từ tháng 1 cho đến tháng 3, sau đó nhấn xuất Excel. Ở đây nó có phần trong trường hợp các anh chị cần in đơn giá thì anh chị tích vào phần in đơn giá nhé, thì nó sẽ ra cho anh chị thêm phần đơn giá nữa. Được chưa ạ? Đấy là tùy theo cái nhu cầu, anh chị nào cần hiện cái phần đơn giá thì chúng ta sẽ chọn phần đấy. Đây. Được chưa ạ? Sổ tổng hợp tồn kho. Với trường hợp khi anh chị thấy cái in ra như này mà lại ra hai trang ấy, thì anh chị cầm cái con chuột đây, kéo sang bên phải. Rồi, như vậy anh chị in ra nó sẽ chỉ có một trang thôi, nó sẽ không bị hai trang nữa. Thì anh chị lưu ý nhé. Đây, bảng tổng hợp tồn kho. Rồi, tiếp theo cho các anh chị đó là về cái sổ chi phí. Thì sổ chi phí này thì đối với những đơn vị mà liên quan đến dịch vụ sản xuất gia công thì thường sẽ có nhiều, chứ những hộ mà buôn bán thương mại thì thường ít, cũng có thể là có, nhưng mà nó sẽ ít. Thì các anh chị sẽ vào phần mềm và anh chị chọn vào phần
chi tiết đối tượng, sổ kế toán chi tiết này, sau đó chi tiết đối tượng này, anh chị nhấn vào. Đấy, thì đây sẽ là 1/4 sổ chi phí sản xuất kinh doanh. Các anh chị cũng chọn thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 3. Sau đó các anh chị cũng đánh dấu vào phần có phát sinh. Sau đó cũng chọn tất cả và nhấn xuất Excel. Đó. Nó sẽ liệt kê ra hết toàn bộ các chi phí của anh chị trong kỳ vừa rồi. Với anh chị là có nhập liệu, có số liệu thì nó mới ra nhé, còn nếu mà không có thì cái sổ này nó sẽ trắng. Được chưa? Tiếp theo đó là sổ về cái tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Thì cái này thì các anh chị lưu ý là sẽ có một số trường hợp anh chị có, còn sẽ có một số trường hợp là nó sẽ không có cái sổ này. Tại vì thông thường thì có thể trong quá trình khi anh chị thực hiện cái số liệu thì anh chị vào phần sổ kế toán tổng hợp này, sau đó vào phần 333 này để các anh chị in ra, xuất ra. Thì cái này liên quan đến là khi chúng ta có lộp thuế, chúng ta có hạch toán vào đây thì cái sổ này nó mới lên. Thế còn chúng ta không thực hiện hạch toán vào thì sổ này cũng sẽ không lên số liệu. Đó. Cũng sẽ liệt kê được cho các anh chị là những cái doanh thu về cái khoản chịu thuế và tính thuế như thế nào tại thời điểm tháng 1 đến tháng 3. Phải chọn từ tháng 1 cho đến tháng 3 nó sẽ có. Anh chị lưu ý là chúng ta phải chọn về thời gian nhé, từ thời gian nào đến thời gian nào. Đấy, thì với những trường hợp mà có phát sinh thì nó sẽ thể hiện số, còn nếu trường hợp không có phát sinh thì nó sẽ không thể hiện. Một số các sổ khác thì các chị có thể tham khảo. Riêng cái sổ về tình hình thanh toán tiền lương này thì đây là một cái sổ mà trong hệ thống phần mềm thì nó sẽ không thể đáp ứng được theo hiện tại. Tại vì hộ kinh doanh thì nếu như trong trường hợp cái bảng này có thì anh chị cũng vẫn vào cái sổ 334 để các chị in ra được. Tuy nhiên thì cái số liệu thì thông thường thì hộ kinh doanh về những cái khoản này thì nó khá là ít phát sinh. Cần khi các chị có thì anh chị cũng vẫn vào sổ phần có hai phần, có thể vào sổ cái để anh chị in nó ra, hoặc là về bên sổ của chi tiết thì anh chị vẫn có thể in ra được cái sổ này. Nhưng mà với yêu cầu đó là các chị có phát sinh đầy đủ những cái thông tin trên đó, ví dụ như là tiền lương rồi phụ cấp rồi bảo hiểm các kiểu. Cái này, nội dung nó sẽ liệt kê ra. Các anh chị có những khoản nào điền vào thì nó sẽ dàn hết ra đây cho các anh chị. Anh chị có thể vào sổ chi tiết, sau đó thì chi tiết đối tượng và chọn về thời gian, từ thời gian nào đến thời gian nào. Đây. Đây chỉ có một cái phát sinh thôi, cho nên chỉ một cái, còn nếu có nhiều, có tất cả đây thì anh chị khi có thông tin nào các chị nhập vào thì mới ra hết được, còn đây nó chỉ có một cái thì nó sẽ chỉ ra được một cái thôi. Nó sẽ ra được riêng phần lương cho các anh chị thôi. Còn bảo hiểm không có, rồi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không có thì nó sẽ không ra được cái sổ đấy. Đây, nó sẽ có chi một cái phần chi lương thôi. Trên các phần bảo hiểm khác không có thì nó sẽ không liệt kê ra đây. Rồi, sổ tiếp theo là sổ quỹ tiền mặt. Thì cái này các anh chị lưu ý đấy, trong quá trình khi anh chị hạch toán trên phần mềm ấy, thì chị chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt thì nó sẽ lên được sổ tiền mặt. Còn thanh toán qua ngân hàng thì nó sẽ ra sổ F7. Thì đây, sổ S6 thì các chị vào đây, S6, S7 các chị vào đây, sổ kế toán tổng hợp này. Sau đó nhấn vào sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các chị cũng chọn thời gian, từ thời gian nào đến thời gian nào, sau đó nhấn xuất Excel. Đây là sổ quỹ tiền mặt cho các chị.
Vẫn ở cái màn hình này, các chị chọn xuống dưới là sổ tiền gửi ngân hàng. Sau đó cũng nhấn xuất Excel. Đó. Thế ra đủ hết các sổ cho các anh chị. Vậy trong quá trình làm việc của anh chị lưu ý cái gì? Chúng ta lưu ý thứ nhất đó là về cái thời gian làm việc, đó là số liệu của tháng nào thì chọn đúng tháng đấy để làm việc. Thứ hai là nghiệp vụ nào thì anh chị chọn đúng về nghiệp vụ đó để anh chị nhập số liệu vào. Được chưa? Và bên cạnh đấy thì nội dung diễn giải này anh chị cũng gõ này cho nó rõ ràng một chút. Thế còn sau đó thì các hình thức thanh toán thì hình thức như nào thì anh chị chọn đúng hình thức như vậy thì nó ra được cái thông số cho anh chị về số liệu các sổ đầy đủ theo đúng 7 cái biểu mẫu của bên hộ kinh doanh theo chế độ của thông tư 88 quy định cho các anh chị. Thì 7 cái mẫu sổ này về cơ bản nó sẽ có khác đi một chút so với cái mẫu. Ví dụ mẫu thì có thể nó sẽ là dọc, có thể là ngang, các trường thông tư đơn giản cũng ngang sang. Nhưng phần mềm thì nó giãn dọc xuống vì khi các anh chị in thì thường sẽ là in dọc. Cái thứ hai là số liệu nó nhiều thì chúng ta in dọc nó sẽ dễ hơn. Còn số liệu mà ngang mà in nhiều thì nó sẽ không thể hiện hết được thông tin. Thì đây là cái cách mà trong quy định thì nó vẫn cho phép là anh chị là thực hiện theo phương án là như vậy. Ngoài cái 7 cái sổ này thì hộ kinh doanh cần phải chú ý tiếp theo đó là liên quan đến các chứng từ. Các chứng từ dành cho hộ kinh doanh thì nó gồm có chứng từ phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu tiền nộp tiền ngân sách chẳng hạn. Thì nó có một số cái chứng từ đấy anh chị lưu ý. Thì cách thức để mà in các loại chứng từ như sau. Các chị cũng vào phần kế toán này, phần nghiệp vụ phát sinh. Sau đó tại cái màn hình này các chị chọn về phần nghiệp vụ. Đó là nghiệp vụ, ví dụ phiếu nhập thì anh chị chọn vào nhập hàng này. Được chưa? Sau đó các chị chọn chức năng đó là kéo xuống này, tất cả các tháng này nó sẽ không hiện. Có hai phương án nhé các chị, một là chọn theo từng tháng một thì nó sẽ hiện, còn nếu chọn tất cả năm thì nó sẽ không hiện. Trong trường hợp chọn cả năm này thì anh chị chọn chức năng đó là lọc dữ liệu. Đấy. Từ mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12. Và anh chị chọn bên tài khoản bên nợ này là 152. Sau đó nhấn nạp. Đấy thì nó sẽ ra hết các phiếu nhập của các anh chị. Ví dụ là tháng 1 này, tháng 3 này, có nhập này nó sẽ ra được số liệu này. Đó. Ở đây thì các chị nhấn vào cái 152 và nhấn phím F5. Nó sẽ bật ra cái phiếu nhập kho. Bật ra phiếu nhập kho này thì các anh chị có thể nhấn vào xuất Excel. Để nó ra được cái phiếu nhập kho. Và chị có thể in phiếu nhập kho này ra để lưu làm chứng từ. Được chưa ạ? Theo mẫu số 03 VT là vật tư của thông tư 88. Đấy. Thì với tất cả các chức năng nó cho phép mà anh chị có thể in từ phiếu nào, số nào đến số nào, in tự động này, từ số bao nhiêu cho đến số bao nhiêu này. Đấy. Nếu trường hợp chúng ta đánh liên tục theo tháng, anh chị chọn theo tháng thì sẽ in từ số 1 cho đến số N của tháng đó. Đấy. Đấy là phiếu nhập này. Trong trường hợp phiếu xuất thì anh chị vào chọn nghiệp vụ là gì? Xuất hàng. Sau đó các anh chị cũng chọn vào cái 152 bên có, sau đó nhấn phím F5 thì nó sẽ ra phiếu xuất cho anh chị, và anh chị cũng nhấn vào xuất Excel hoặc là nhấn in để nó in ra được cái phiếu xuất cho anh chị. Rồi thì có hai phương án, một là anh chị in ra dưới dạng PDF hoặc Excel để lưu trên phần mềm, lưu trên máy tính. Còn khi nào mà cơ quan thuế cần in thì chúng ta mới in ra, còn nếu anh chị cứ lưu trên file mềm là được rồi. Và các anh chị nên lưu ý chúng ta hàng tháng ta nên xuất cái file này ra để lưu, hoặc là theo từng thời điểm mà cần kiểm tra thì anh chị in lưu nó ra để tránh trường hợp ví dụ sau này có sự cố người ta dữ liệu người ta bị sai chẳng hạn, chúng ta vẫn còn có số liệu tại thời điểm đó nó đúng để chúng ta kiểm tra lại chính xác. Rồi phiếu xuất, sau đó phiếu nhập và phiếu xuất rồi thì tiếp theo thì sẽ đến các loại chứng từ khác là phiếu thu và phiếu chi. Phiếu thu thì các anh chị cũng chọn
Bên có này, anh chị có thể dùng chức năng lọc này. 111. Đấy thì nó sẽ ra hết tất cả những cái số liệu cho các anh chị. Được chưa? Số thu từ tháng 1 cho đến tháng 3. Anh chị cũng đặt vào đây và nhấn kiếm F5. Đó, và chị nhấn in ra hoặc xuất ra Excel. Và có thể lưu lại hoặc là in nó ra. Tương tự như vậy với phiếu chi thì anh chị cũng chọn sang lọc sang bên có, chúng ta nhấn vào lọc này. Sau đó chọn bên này. Rồi, thì nó sẽ ra phiếu chi cho anh chị. Anh chị đặt con trỏ vào cũng nhấn phím F5. Nhấn xuất Excel. Đấy, toàn bộ thao tác về in các sổ và các chứng từ nó chỉ là như vậy thôi. Nên chị lưu ý chúng ta sẽ thực hiện theo từng cái thao tác để đảm bảo cái quá trình khi các chị thì đây là chuẩn bị hết quý 2 rồi thì các cơ quan thuế đang bắt đầu kiểm tra đến các chị. Thì trong quá trình các chị mà in sổ sách và chứng từ có vướng mắc gì thì chị có thể liên hệ lại với các đội nhóm hỗ trợ để em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Còn một số cái nội dung khá là quan trọng là tờ khai thuế cho các anh chị ở thời điểm quý 2. Thời điểm quý 2 thì với các tỉnh đã triển khai trong giai đoạn 1 hóa điện tử rồi, từ tháng 1 cho đến tháng 6 tại thời điểm này rồi thì 6 cái tỉnh đó thì gần như là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng 57 tỉnh còn lại các anh chị có quá trình vừa sử dụng hóa đơn giấy và vừa sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm thì cái cách thức làm như thế nào? Thì trên phần mềm nó vẫn hỗ trợ cho các anh chị là nhập nhận số liệu của hóa đơn giấy vào phần mềm. Tuy nhiên các chị lưu ý là với các hóa đơn giấy thì các chị khởi tạo như bình thường nhưng không nhấn phát hành và để dạng hóa đơn dự thảo để nó lên được hết toàn bộ số liệu về mua bán, nhập xuất hàng hóa của anh chị. Thế còn những cái số hóa đơn từ thời điểm các anh chị sử dụng hóa đơn điện tử thì các chị mới nhấn phát hành. Ví dụ tại thời điểm tháng 4 mà anh chị vẫn đang dùng hóa đơn giấy thì các anh chị vẫn nhập vào phần mềm như bình thường. Đây, ví dụ là tháng 4 các anh chị vẫn dùng hóa đơn giấy thì nhập vào phần mềm như bình thường. Gõ ngày vào này. Hình thức là tiền mặt. Các chị vẫn khởi tạo như bình thường, sau đó nhấn chấp nhận. Đấy, thì như vậy là phần mềm nó sẽ thực hiện, đó là bút toán xuất kho, tính ra vốn tự động này, và nó ra cái khai thuế luôn này. Nhưng các chị sẽ không nhấn phát hành thì cái hóa đơn giấy này nó vẫn ở đây. Nhưng khi sang thời điểm tháng 6, khi các chị có sử dụng về hóa đơn điện tử, thì các chị tạo một cái hóa đơn bán hàng như bình thường. Ví dụ ngày mùng 2 tháng 6. Thì khi anh chị thực hiện ở cái tháng 6 mà có dùng hóa đơn điện tử thì anh chị nhấn phát hành hóa đơn điện tử thì lúc đó cái doanh thu này nó sẽ ghi nhận vào những cái hóa đơn khi mà nên theo số liệu của hóa đơn điện tử cho anh chị. Thế còn về cái doanh thu cả một kỳ, ví dụ từ tháng 1 cho đến từ tháng 4 cho đến tháng 6 thì khi lên tờ khai thuế thì nó vẫn thể hiện hết cho các anh chị, đó là
doanh thu giữa hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử nó vẫn cộng gộp lại. Chỉ duy nhất là trong quá trình khi mà phần hóa đơn ấy, thì anh chị lưu ý trong cái phần quản lý về hóa đơn bán ra này, thì nó sẽ có trong trạng thái đó là những cái hóa đơn có phát hành. Có phát hành thì trạng thái nó sẽ có số hóa đơn. Còn hóa đơn mà chỉ ở dạng dự thảo không phát hành thì nó sẽ không có số hóa đơn. Đấy, thì các chị lưu ý là như vậy. Vì vừa rồi cũng có ở một số trường hợp khách hàng có xảy ra tình trạng đó là cái doanh thu giữa báo cáo sổ doanh thu nó khác với báo cáo khi mà đẩy lên cơ quan thuế. Thì có một vài cái lý do đó là khi mà anh chị thực tế doanh thu của anh chị là số lượng ít hơn, nhưng mà khi chúng ta khởi tạo những hóa đơn dự thảo chúng ta không xóa đi, đó là trường hợp anh các chị đã áp dụng hóa đơn từ ngay từ đầu ấy, thì số liệu nó bị chênh lên. Thế nên anh chị phải kiểm tra lại trước khi phát hành tờ khai theo từng tháng. Anh chị kiểm tra lại nếu như trường hợp nào mà chúng ta chỉ gửi dự thảo chúng ta không xóa đi thì nó bị nhảy số liệu lên, anh chị lưu ý chúng ta sẽ phải sửa xóa lại nó đi nhé, để đảm bảo số liệu nó chính xác, đó là trước khi phát hành tờ khai đó. Thì khi thực hiện xong rồi thì anh chị nhấn vào phần tờ khai thuế, chọn cho tờ khai quý 1 hoặc tờ khai quý 2. Sau đó anh chị nhấn vào xuất báo cáo và anh chị mở hỗ trợ khai lên. Nhấn xuất báo cáo thì nó sẽ đẩy sang cho anh chị tờ khai thuế và đồng thời nó sẽ đẩy sang cái phụ lục cho các anh chị. Vừa rồi là tờ khai thuế chúng đã được cập nhật lên phiên bản tiếp theo. Cho nên khi các chị nào mà cập nhật phiên bản mới thì anh chị lưu ý rằng ta sẽ phân quyền lại cho cái hỗ trợ khai. Bây giờ lên bản 4.8.7 rồi. Thì trên cái bảng tờ khai thuế này thì nó sẽ có gồm có là liên quan đến các nhóm hàng hóa của anh chị và mức doanh thu, sau đó thuế suất của phần thuế giá trị gia tăng và phần thuế của thu nhập cá nhân. Bên dưới này thì sẽ liên quan đến các bảng kê về chi phí, nếu như trường hợp mà có những cái phần mà liên quan đến các phần thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc các loại kê khai thuế môi trường, nếu như trường hợp các chị mà thuộc đối tượng đó. Còn nếu như trường hợp không có thì các chị chỉ có trong phần 1 này thôi, đó là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thôi. Thì thường là các chị sẽ thuộc cái nhóm A này, và trong đó thì các nhóm mặt hàng có thể loại 1, loại 2, loại 3 thì nó sẽ thể hiện trên tờ khai thuế như này cho các anh chị. Và để xuất cái tờ khai này sang thì theo dõi như thế nào thì anh chị vào phần thuế và thuế khoán và thuế tài sản này. Sau anh chị vào tờ khai thông tư 40 này. Chọn quý này. Sau đó nhấn đồng ý này. Thì trên này nó sẽ có một cái bảng phụ lục cho các anh chị. Đây là những cái bảng kê hoạt động kinh doanh. Thì toàn bộ những cái mặt hàng các chị nhập xuất mua bán trong kỳ nó sẽ lên ở cái bảng này. Và phía dưới thì nó sẽ là các bảng liên quan các khoản chi phí của anh chị. Đó. Và bên cạnh nữa là cái phụ lục về giảm thuế. Thì tất cả này nó sẽ đẩy từ phần mềm sang hỗ trợ khai, và khi các chị thực hiện kết xuất cái này sang XML, sau đó chị sẽ nộp lên trang cá nhân.gdt.gov.vn. Thì đây công cụ này sẽ hỗ trợ cho anh chị là quy trình như vậy. Anh chị lưu ý là chúng ta sẽ phải kiểm soát cái gì trong cái quá trình này. Đầu tiên đó là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Thì anh chị sẽ kiểm soát lại là để có được cái con số chính xác. Với trường hợp mà khởi tạo hóa đơn dự thảo có sự nhầm lẫn thì anh chị xóa bỏ hết toàn bộ những hóa đơn dự thảo đi. Nếu mà trường hợp là chúng ta không dùng hóa đơn giấy, anh chị lưu ý là cần thực hiện cái thao tác như vậy.
Và các chị kiểm tra rõ ở cái sổ doanh thu. Nếu các chị vào phần sổ kế toán chi tiết này, tổng hợp doanh thu này. Các chị xuất cái số liệu này ra. Ví dụ quý 2 thì các chị xuất từ tháng 4 cho tới tháng 6. Và căn cứ trên cái số liệu này với cái số liệu trên tờ khai thuế để chị đối soát lại là tổng doanh thu ở trên cái tờ khai và tổng doanh thu ở trên sổ doanh thu hàng hóa nó có khớp nhau không. Đấy, trước khi chúng ta làm gửi tờ khai thì anh chị cần kiểm soát lại chính xác cái sổ doanh thu này. Có rất nhiều anh chị đã kiểm tra rất là kỹ và phát hiện ra những cái số liệu bị sai, đặc biệt là liên quan cái quá trình giảm thuế ấy. Đấy, lúc đấy là có sự điều chỉnh về cả phần mềm và cả bên chính sách, cho nên có ảnh hưởng số liệu và anh chị cũng đã phát hiện ra và có liên hệ lại bên nhóm cấp cũng đã hỗ trợ để thực hiện xử lý lại những cái vấn đề đó cho anh chị. Thì chúng ta hãy chú ý đặc biệt liên quan đến cái doanh thu này, nó phải khớp giữa doanh thu, sổ doanh thu và trên tờ khai thuế của anh chị. Và trên phần mềm các chị có thể là kiểm tra nhanh bằng cách là vào phần hóa đơn bán ra. Đến các chị nhìn trên này sẽ nhìn ra ngay được số tổng tiền ở đây là bao nhiêu tại thời điểm là ví dụ từ tháng 4 cho đến tháng 6 chẳng hạn, hoặc cái điểm anh chị có thể vào quý 2 chẳng hạn thì nhìn là số nó sẽ có đúng hay không. Đấy, nếu như trường hợp sai chúng ta sẽ vào kiểm tra lại là có những hóa đơn dự thảo hay là hóa đơn không dùng đến như thế nào thì các chị kiểm tra lại để chúng ta khớp được số liệu này. Thì đấy là cái lưu ý trong quá trình chuẩn bị nộp tờ khai. Và quy trình nộp tờ khai thì đã có rất là nhiều cái video hướng dẫn cho các chị rồi. Nhưng mà trước khi chính thức của cái kỳ kê khai quý 2 thì em sẽ hướng dẫn lại tiếp cho các chị một lần nữa trong những buổi tiếp theo để chị có thể phát hành được tờ khai, đặc biệt là các chị trong triển khai trong giai đoạn 2, cả hóa đơn từ hóa đơn giấy thì anh chị cố gắng lưu ý kiểm soát được các hóa đơn giấy tổng doanh thu là bao nhiêu và tổng doanh thu của các hóa đơn điện tử là bao nhiêu. Bằng cách là gì? Khi nhìn trên bảng này anh chị sẽ nhìn biết ngay là gì? Cái số lượng hóa đơn giấy thì thường nó sẽ là không phát hành, cho nên cái số trạng thái nó là số 0. Thế còn số lượng hóa đơn điện tử khi có phát hành thì nó sẽ có số ở đây. Đấy, các chị lưu ý là như vậy. Còn về phần phụ lục khai thuế và giảm thuế thì phần mềm nó đã tự kết xuất ra cho các chị rồi, nó đã tự tính toán rồi, cho nên các chị sẽ không mất công ở cái phần tính đó nữa. Tuy nhiên cũng cần kiểm soát lại xem là số liệu nó có chính xác hay không. Và đặc biệt trong cái kỳ vừa rồi thì có rất nhiều anh chị có thắc mắc cái vấn đề liên quan đến là hỏi là có giảm thuế hay là không giảm thuế, và khi quên không giảm thuế thì thực hiện như thế nào để cái hóa đơn đó đảm bảo. Thì về cái văn bản pháp luật thì họ hướng dẫn thì cũng yêu cầu là trong trường hợp thuộc mặt hàng được giảm thuế thì các chị phải thực hiện thao tác đó là giảm thuế cho hóa đơn. Nhưng có nhiều trường hợp ở các chi cục thuế thì có hướng dẫn là có thể là không nhất thiết bắt buộc. Nếu như trường hợp mà số thuế nó ít thì hai bên tự thỏa thuận với nhau bằng một văn bản là sẽ không tiến hành giảm thuế, thì sẽ không cần phải điều chỉnh lại các hóa đơn. Thì đây là trên hướng dẫn thực tế tại các chi cục thuế, thì nếu như trường hợp mà ở đó được phép thì các chị cũng làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ thuế. Còn về nguyên tắc thì trường hợp mà được giảm thì anh chị lên cho giảm để đảm bảo cái việc quyền lợi cho giữa bên mua và bên bán. Đặc biệt là trong cái chuyện hóa đơn khi mà lập rồi mà bị sai, chúng ta điều chỉnh như thế nào và cần phải làm những thủ tục gì. Thì trong cái buổi đối thoại trực tiếp của bên Tổng cục Thuế đã hướng dẫn rất rõ cho cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh đó là gì. Với trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót liên quan đến giá trị hàng hóa, quy cách hàng hóa liên quan đến mã số thuế là những thông tin trọng yếu thì các anh chị cần phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế. Với những trường hợp như vậy thì anh chị thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế thì cái thao tác thực hiện hóa đơn đó như thế nào thì các buổi hướng dẫn bên em cũng đã có hướng dẫn rồi. Trường hợp các anh chị nào mà cần hỏi kỹ hơn thì có thể gửi trong nhóm để bạn sẽ hướng dẫn lại cho anh chị. Thì thao tác cũng rất đơn giản thôi, các anh chị lập một cái hóa đơn mới, thế sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào phần hóa đơn thay thế hoặc là hóa đơn điều chỉnh để thực hiện cái thao tác là điều chỉnh hoặc là thay thế cho hơn đó, được chưa ạ? Và tiếp nữa, trong các trường hợp hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải gửi mẫu 04SS đến cơ quan thuế nữa. Chính thức là trên Tổng cục Thuế có trả lời cho cái nội dung như vậy nhé. Thì đây em cũng sẽ share ra cái màn hình mà hôm trước là có chia sẻ với các anh chị.
Đây là có một số các trường hợp để các chị có thể nhìn lại trực tiếp luôn. Đấy, thì trong đó cái mục 5 này này khá là quan trọng này. Câu hỏi số 5 này. Đối với hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bị thay thế, hóa đơn thay thế có phải gửi mẫu 04SS HDDT đến cơ quan thuế không? Được chưa? Đây là câu hỏi của người nộp thuế này. Thì bên Tổng cục Thuế có trả lời rất rõ là gì? Theo quy định tại khoản 2 điều 19 nghị định số 123 thì khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế thì không phải gửi mẫu 04SS đến cơ quan thuế nữa. Và trong thực tế quá trình sử dụng thì nó có một vấn đề là một số các chi cục thuế có yêu cầu là phải có gửi, thì đây là giai đoạn đầu triển khai khi mà chưa kiểm soát được hết. Hệ thống chưa kiểm soát được hết thì cũng có yêu cầu là gửi đến. Thì cái này trên thông tư họ cũng có hướng dẫn là có thể làm như vậy, nhưng về thực tế vì sau này khi mà cái quá trình vận dụng thay đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 nó đã đảm bảo rồi ấy, thì cái việc đó nó không cần thiết nữa, đã không cần phải gửi cái thông tư cái mẫu 04SS này nữa. Thì đây là cái trả lời văn bản trả lời chính thức của bên Tổng cục Thuế. Các chị có thể vào trang gdt.gov.vn để xem tất cả các trường hợp giải đáp của Tổng cục Thuế cho những cái vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử. Thì cái này là nội dung, đây là một trong những phần mà các anh chị hỏi nhiều nhất trong cái quá trình vừa rồi. Vì bản chất khi chúng ta lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh thì nó đã thay thế cho cái hóa đơn gốc rồi, cho nên mọi thứ nó đều được thể hiện trực tiếp trên hóa đơn đó rồi, thế cho nên là không cần phải làm thêm cái biên bản giải trình nữa. Thì nếu trường hợp anh chị cần biên bản giải trình thì anh chị quay lại đúng cái hóa đơn gốc của anh chị thôi, sau đó anh chị nhấn vào phần 04SS thì anh chị vẫn làm được cái thao tác giải trình như bình thường. Nhưng mà Tổng cục Thuế đó họ đã hướng dẫn đã không cần rồi, thì các chị hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta sẽ không cần phải thực hiện phương án đó nữa. Thì đây là một trong những số những cái câu hỏi khá là nhiều trong cái kỳ vừa rồi, thì cũng xin trả lời chính thức các anh chị là cái nội dung như vậy. Rồi, trong cái buổi hôm nay em sẽ dừng lại cái nội dung hướng dẫn chia sẻ cho các chị ở đây, và tiếp theo thì sẽ lắng nghe các câu hỏi vướng mắc của chị để em sẽ giải đáp cho anh chị trong cái quá trình khi chúng ta làm vừa rồi có vướng mắc nội dung gì, thì em sẽ bật mic để các chị có thể là đặt câu hỏi và sẽ hỗ trợ trả lời cho các anh chị. Vâng, hiện tại thì em đã bật mic rồi nhé, cho nên là các chị nào có câu hỏi thì xin mời mở mic để hỏi ạ. Vâng, mời anh Thắng ạ. Vâng, cho em hỏi một chút ạ. Khi em xuất cái hóa đơn thì nó có bao gồm cả phần dịch vụ và phần bán hàng ấy ạ? Anh có nghe rõ không ạ? Có. Thì trong đấy thì có một cái số cái dịch vụ em làm về đổ mực các thứ đấy. Thì phần đổ mực thì em ghi là dịch vụ. Thì khi em xuất hóa đơn rồi thì em lại xuất thêm một cái phiếu xuất kèm theo cái hóa đơn đấy. Có được không ạ? Hay là tự xuất kho tự động nó tự trừ vào cái phần mềm ạ? Cái này thì nãy em đã có hướng dẫn rồi. Nghĩa là bây giờ trên một cái hóa đơn ấy, nó đã cho phép anh là sử dụng hai loại thuế xuất trên một hóa đơn được rồi. Cho nên anh sẽ sử dụng khởi tạo luôn cho anh một cái hóa đơn mẫu nhé, để anh nhìn thấy luôn này. À không, ý em đang hỏi là cái phần xuất kho tự động ấy ạ. Xuất đúng kho rồi, tự động rồi. Thì em bây giờ đang để xuất kho tự động. Đúng rồi. Thì có phải xuất thêm một cái phiếu xuất là kèm những cái mặt hàng dịch vụ vào đấy không? Hay là họ hay là phần mềm tự trừ đi ạ? Phần mềm nó sẽ tự trừ nhá, nếu anh đã làm tự động thì nó sẽ tự trừ đi. Nhưng mà cái phần dịch vụ thì em lại không để vào cái phần bán hàng ấy, nó lại vào cái phần 3,5% cơ. Thế thì em mới giải thích anh là như này. Trên một hóa đơn của anh nó có hai loại mặt hàng đúng không? Vâng. Một cái là hàng hóa đúng không? Vâng. Và một cái là dịch vụ, được chưa? Vâng. Thì cái hàng hóa ở bên trên của anh ấy, ví dụ anh khi anh đi đổ mực cho khách hàng nhưng sau đó anh lại bán cho họ là một cái cắt chích đấy chẳng hạn đúng không? Thay cho người ta một cắt chích đúng không? Thì khi anh bán cái cắt chích đấy đi thì nó là hàng hóa, cho nên nó sẽ tự trừ trong kho, được chưa? Vâng. Còn cái dịch vụ đổ mực của anh thì nó lại đi kèm với hộp mực, thì hộp mực nó sẽ không tự trừ.
được chưa? Mà hộp mực nó đi kèm với cái dịch vụ của anh là dịch vụ đổ mực, nó sẽ liên quan đến cái phí của nó 4,5% này hạn, còn cái các trích nó chỉ có 1,5% thôi. Thì cái 1,5 nó sẽ tự trừ kho đi cho anh và nó sẽ ra một cái phiếu xuất kho tự động. Đó, thế còn cái hộp mực thì nó sẽ không tự trừ. Mấy hộp mực đấy thì sau này sẽ phải làm một bút toán là xuất kho thủ công, đó là xuất cái hộp mực này để đi thực hiện dịch vụ đổ mực máy in. Đấy, còn về cái hình thức mà khi anh giao cho khách hàng là cái phiếu cái hóa đơn của anh ấy thì nó thể hiện trên đấy rất rõ là gì? Thay các trích và à vâng, cái đấy thì không vấn đề rồi rồi. Thì em hỏi là cái phiếu xuất kho mình xuất kèm theo cái hóa đơn đấy ấy, thì là khi mình xuất vào sổ ấy, thì vào cái sổ phiếu xuất ấy, thì là nó có khớp với lại cái để mình lưu không ấy, hay là nó sẽ như thế nào? Anh có hai phiếu xuất kho. Cái phiếu xuất kho thứ nhất là phiếu xuất kho tự động. Xuất kho tự động mà lúc đấy thì nó chỉ ra một cái mặt hàng cho anh thôi, đó là cái mặt hàng mà cái mặt hàng anh bán ra. Còn trường hợp nếu như anh có thêm một cái phiếu xuất kho mà mang tính là nội bộ ấy, phiếu xuất kho để mà thực hiện gia công chế biến sản xuất ấy, thì nó có đi kèm với cái hộp mực của anh ấy, thì cái phiếu xuất kho ấy thì anh có thể gộp vào cái kia, đó là cái thực hiện là khi có cái phiếu xuất kho tự động xong rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu cái hộp mực thì anh thực hiện nó là hộp mực là mang tính là nội bộ thôi nhá, chứ không phải là thực hiện là để mà bán cho khách hàng cái mặt hàng đó, mà chỉ mang tính là xuất hộp mực để thực hiện dịch vụ đổ mực vào sổ của mình ấy. Đúng rồi, để vào sổ cho anh thôi, đúng rồi. Đấy. Thì còn một cái nữa em hỏi ạ, tại vì là bây giờ em muốn đánh xuất kho đánh số chứng từ ấy, tại vì những cái đấy bây giờ cái số của nó là bây giờ nó đang rất là khác lung tung ấy. Lắm lúc mình xuất theo cái số này số kia ấy, thì cái đấy bây giờ thì khi em vào số đánh số chứng từ thì họ yêu cầu là không đánh số được vì không đúng quyền ấy, thì bây giờ vào đâu để đây cái chứng từ số chứng từ thì anh vào đây đúng không? Anh chọn theo tháng đúng không? Còn anh chọn ví dụ là có phiếu thu chẳng hạn. Đó thực hiện là đánh lại số chứng từ đúng chưa? Đấy, nó là không đúng quyền đúng không? Vâng. Thì anh sẽ dùng admin nhé, dùng tài khoản admin vào là được nhé. Admin là tài khoản mật như thế nào? Nên đăng nhập là admin và mật khẩu mặc định là 1, còn sau mình đổi rồi thì mình phải nhớ ghi lại mật khẩu đấy nhé. Vì theo cái này còn em hay làm đôi khi là nhớ thì là xuất, còn không lúc nào kiểm tra lại thấy nó sai thì lại mới xuất kèm sau ấy. Rồi, ok. Cái đấy sao mình đánh lại số chứng từ được nhé, nó không ảnh hưởng gì đâu. Đánh lại số chứng từ, số bút toán được. Anh cho hỏi. Vâng. Anh đặt câu hỏi ạ, nhưng mà hình như anh đang mở hai cái trên nó đang bị vọng. Anh tắt một cái giúp em, anh mở, anh đặt câu hỏi đi ạ. Anh như thế này, như thế là như nghe anh vừa nói là trong một hóa đơn nó có hai cái xuất, thì xuất trong vùng hóa đơn được anh. Vâng đúng rồi, cái này thì là hóa, chẳng như là mỗi bảng hướng dẫn, mỗi market khai giảng xong rồi vừa là cái cờ, nó là cờ rồi hoa trong đó lại cái xuất đó là khác với cái xuất của cái market khai giảng, hai cái đấy trên cùng hóa đơn được không anh? Vâng, bây giờ từ thời điểm bây giờ thì anh xuất được rồi nhé. Ừ, anh nghe rõ không nhỉ? Có ạ, anh vâng. Nghĩa là theo cái quy định mới thì anh đã được xuất trên một hóa đơn với hai mặt hàng hoặc hai nhóm thuế xuất khác nhau rồi. Dạ vâng, anh nói lại được không ạ? Bởi bây giờ mới nghe thấy nhỉ? Vâng, theo quy định mới ấy, vừa ban hành hướng dẫn của bên Tổng cục Thuế thì tại thời điểm sau ngày 22 tháng 6 ấy thì các anh chị đã có thể xuất hóa đơn với nhiều loại thuế xuất trên cùng một hóa đơn được rồi. Còn trước đó thì chưa được nhé. Trước đó thì trước ngày 20 tháng 6 thì chưa được, nhưng mà sau 20 tháng 6 thì được rồi. À vâng, có nghĩa từ ngày 22 tháng 6 trở đây bây giờ bắt đầu là nhận được anh nhỉ? Vâng đúng rồi ạ. Nhưng mà cái này thì nó còn liên quan một cái vấn đề nữa, đó là cần phải thể hiện cái mức thuế xuất trên hóa đơn đấy. Thế cho nên cái vấn đề này trước khi anh làm thì anh phải liên hệ lại bên kỹ thuật để người ta phải cho hiển thị được cái mặt hàng nào thuế xuất là bao nhiêu ở trên đấy nữa. Thì nội dung này nó đang được điều chỉnh lại, cho nên là chắc là sẽ phải mất một vài buổi thì nó mới thực hiện được cho anh cái đấy được, vì cái mẫu hóa đơn cũ của anh ấy là nó không có cái thuế xuất đấy thể hiện ở trên hóa đơn đâu. Mà bây giờ khi xuất hóa đơn như vậy thì cơ quan thuế người ta yêu cầu là phải thể hiện được cái mức thuế xuất đấy. Trên phần mềm thì nó có rồi, nhưng trên hóa đơn hiện nay là mẫu hóa đơn là nó không có cái thông tin đấy. Đó. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, em có nhận được một câu hỏi ở hộp chat đây, đó là
Hỏi về trường hợp một tháng xuất hóa đơn một lần khi mà bán rau củ quả thì hàng ngày có phải nhập số liệu vào phần mềm hay không, hoặc là cuối tháng tổng hợp của mỗi loại mặt hàng rồi mới nhập vào phần mềm. Thì cái câu hỏi này lúc nãy em cũng đã hướng dẫn rồi. Thứ nhất đó là các anh chị có thể là nhập tại hàng ngày cái số liệu vào, sau đến cuối tháng anh chị xuất hóa đơn một lần cũng được, hoặc các anh chị tập hợp cái số liệu bảng kê đấy trên giấy hoặc là trên trên sổ để cuối tháng các chị thực hiện nhập số liệu tổng một lần cũng được, nhưng với điều kiện là các chị phải giữ toàn bộ những cái biên lai hoặc là những cái phiếu xuất hàng đó, để khi sau này cơ quan thuế người ta kiểm tra thì người ta sẽ biết được là à thời điểm này của anh và có những ngày này các ngành của chị là có xuất chi tiết các mặt hàng như vậy và có một cái bút toán nhập vào cuối kỳ. Tại vì có rất nhiều anh chị đến bây giờ mới sử dụng phần mềm thì sẽ không thể là nhập kịp được, thì có thể là một cái bút toán, đó là bút toán gộp, đó là một cái phiếu xuất kho tổng cho một tuần hoặc một tháng, nhưng đi kèm với nó thì các anh chị phải có những cái biên lai chứng minh là trong cái tháng đấy mình đã có những giao dịch tại thời điểm và những ngày nào và số lượng là bao nhiêu nhé. Đấy thì anh chị lưu ý là như vậy. Thế còn nếu như có thời gian thì tốt nhất các anh chị phát sinh đến đâu thì mình nhập vào đến đấy, tại vì phần mềm nó hỗ trợ nhập khá là nhanh thôi, nó không có mất nhiều thời gian. Còn về phương án thì hoàn toàn có thể gộp lại thành một cái tại thời điểm cuối kỳ, cuối tháng anh chị nhập vào một lần cũng được. Vâng, mời anh chị đặt câu hỏi tiếp theo ạ. Có anh chị nào trong quá trình vừa rồi là gặp vướng mắc về vấn đề liên quan đến hóa đơn hoặc là về kho hàng không ạ? Thực tế thì đến thời điểm này thì một số cái văn bản cũng mới ra thì cũng quy định một số cái thay đổi cho cái nghị định 123 về hóa đơn và thay đổi cho cả cái nghị định 15 về miễn giảm thuế. Thì cái nội dung như vừa rồi là có hướng dẫn về cái thay đổi thuế suất thì đấy cũng là một trong những cái mà được hướng dẫn trên cùng hóa đơn vừa rồi thì cũng đã được hướng dẫn. Thì chắc là hôm sau thì sẽ chia sẻ với anh chị kỹ hơn về nội dung này. Trong buổi hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các chị những vấn đề như vậy thôi. Đó là chúng ta sẽ thực hiện về sổ kế toán, về chứng từ và đặc biệt là kiểm tra tờ khai thuế trước khi thực hiện lập tờ khai để đảm bảo không bị sai số liệu. Vâng, có chị hỏi là có bắt buộc phải nhập hàng rồi mới xuất được không? Hay là xuất hóa đơn trước? Thì trả lời câu hỏi này của chị thì nó có một cái vấn đề như thế này. Đối với những anh chị là hàng hóa, các mặt hàng buôn bán là hàng hóa thì bắt buộc các anh chị phải có hàng ở trong nhà thì mới xuất được, đúng không ạ? Đấy, phải có hàng thì mới xuất được. Thế còn về cái cách thức ấy, thì nó có hai cái. Một là các chị nhập vào số đầu kỳ có thì mình sẽ nhập vào. Còn trường hợp thứ hai đó là các chị có phát sinh nhưng mà chưa kịp nhập vào phần mềm mà anh chị muốn bán đi trước thì anh chị cũng thực hiện theo phương án như vậy. Mình có thể nhập tạm, sau đó mình điều chỉnh lại để khi sau này nó xảy ra cái trường hợp là mình kiểm kê lại kho ấy, thì mình sẽ nhập số liệu chính xác vào. Về phần mềm nếu mà đã là hàng... Đúng. Nếu đó là hàng hóa thì nó bắt buộc là phải có hàng trong kho thì mới cho xuất các anh chị nhé. Dịch vụ thì không cần, nhưng mà nếu mà kinh doanh buôn bán hàng hóa thì chúng ta cần phải có hàng chúng ta mới thực hiện xuất kho được. Còn nếu không thì chỉ dùng hóa đơn không thôi ấy, mà không dùng đến kế toán ấy, thì các anh chị vẫn có thể thực hiện là bán hàng được, xuất hóa đơn được. Nhưng về sau này nếu như mình có làm về kế toán thì mình phải thực hiện thao tác đó là nhập kho và xuất kho. Nếu như trường hợp mà dùng trên phần mềm kế toán thì nó sẽ tự xuất kho tự động cho anh chị. Thế còn nếu mà trường hợp mà mình xuất ở trên phần AC Invoice, nghĩa phần hóa đơn ấy, thì trên phần mềm nó sẽ không tự trừ kho được. Thì sau này cái việc đó thì anh chị phải làm thủ công bằng tay. Vâng, được rồi ạ. Mời chị có câu hỏi tiếp theo ạ.
Cái vấn đề kiểm tra tờ khai thuế trước khi gửi đi thì em có hướng dẫn các anh chị rồi. Đầu tiên đó là các anh chị vào phần sổ kế toán chi tiết này. Sau đó các anh chị vào phần tổng hợp doanh thu hoặc là chi tiết doanh thu. Anh chị có thể nhấn vào tổng hợp doanh thu. Được chưa? Sau đó các anh chị chọn thời điểm từ thời tháng mấy cho đến tháng mấy. Ví dụ quý 2 thì từ tháng 4 cho đến tháng 6. Được chưa? Sau đó các anh chị nhấn xuất Excel. Thì trên này các anh chị sẽ kiểm tra được hết toàn bộ cái doanh thu bán hàng của chị trong quý 2 nó là bao nhiêu cho từng mặt hàng, được chưa? Đây, mặt hàng số 1 bán được bao nhiêu và giảm thuế bao nhiêu. Mặt hàng số 2, nhóm hàng số 2. Thì đây là phần thứ nhất là kiểm tra trên sổ doanh thu. Tiếp theo các chị vào phần hóa đơn bán ra, trong mục hóa đơn này, hóa đơn bán ra, và các chị cũng chọn lại từ thời điểm tháng 4 cho đến tháng 6, được chưa? Tháng 4 cho đến tháng 6, và chị cũng nhìn ở phía dưới này đấy, các chị nhìn thấy số tiền này nó khớp là được, đúng không ạ? Số tiền đây là khớp là được. Còn nếu như trường hợp mà số tiền giữa phần bán ra này với trên doanh thu mà nó khác nhau thì nghĩa là ta sẽ kiểm tra lại theo từng tháng xem nó bị sai ở đâu. Trường hợp nếu như mà có những hóa đơn dự thảo mà nó sai thì chị xóa bỏ nó đi đấy, hoặc là của cái mặt hàng nào nó bị sai thì chị kiểm tra lại. Rồi thì đấy là kiểm tra về cái doanh doanh thu bán hàng để chị xem. Tiếp theo thì chị sẽ kiểm tra ở trên cái tờ khai thuế khi xuất ra thì cái tổng doanh thu đấy với tổng doanh thu đây nó có giống nhau không. Nếu nó giống nhau thì không vấn đề gì nhé. Còn nếu doanh thu trên đấy khác thì có nghĩa là ta sẽ kiểm tra lại của từng tháng để biết ngay được là tháng nào bị sai. Đấy, cách kiểm tra thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn trường hợp các chị muốn kiểm tra chi tiết chính xác thì có thể vào những cái buổi hướng dẫn sau. Trong trường hợp các chị mà cần kiểm tra trực tiếp số liệu của anh chị thì anh chị có thể mở UltraView. Em sẽ vào trực tiếp kiểm tra trên số liệu của anh chị và sẽ hướng dẫn để các anh chị có thể điều chỉnh. Có chị Hằng hỏi là giảm thuế thì tính thuế phải nộp trên tờ khai như thế nào? Trên tờ khai 01 cá nhân kinh doanh thì nó chưa giảm. Như này chị nhá, trên cái tờ khai đó thì số thuế đó đã là giảm rồi chị nhá. Số thuế trên tờ khai thuế thì đã giảm rồi đấy. Tại vì số thuế đấy nó lấy từ cái số trực tiếp từ phần mềm sau giảm thuế để nó đẩy ra. Trên đấy thì số thuế chị phải nộp thì trên đấy là số thuế đã giảm. Dạ anh con ơi, Vâng. tại vì lúc bây giờ em mới có giảm thuế anh kìa, là vì lúc trước em có nghe anh chỗ anh Sơn có nói là cái doanh thu trên cái tờ khai đó là nó chưa được giảm, Doanh thu mà chưa bây giờ giảm nhưng tiền thuế thì có giảm chị nhá. Doanh thu là nó thể hiện để làm sao, để do cái thuế thu nhập cá nhân của mình ấy là nó không có giảm thuế. Được chưa? Thuế thu nhập cá nhân ở trên tờ khai thuế là số đó nó không được giảm mà nó chỉ giảm bên thuế giá trị gia tăng thôi. Còn cái số thuế giá trị gia tăng là nó đã tính được giảm rồi, và chị có thể kiểm tra đi kèm với nó là chính là cái phụ lục giảm thuế ấy. Đây này. dạ là cái phụ lục với lại cái số thuế phải nộp trên cái tờ khai Đúng nó là nó rồi, khác trên đây nó nhau. đúng rồi, nó sẽ có luôn đấy. Mình sẽ biết là tổng số là bao nhiêu đây nha. Đây là phụ lục giảm thuế này, tổng tiền được giảm là bao nhiêu tiền này, được chưa? Đấy, các mặt hàng này được bao nhiêu này, đây tổng doanh thu này, hàng hóa này, có giảm thuế này. Đấy, nó ra số này. Trên cái số liệu trên này thì cái số liệu này nó gồm tổng hợp tất cả. Đấy. Ở đây, trên tờ khai này. Bên tên tập quán Trên tờ khai này đang đang chưa đẩy sang được. Tờ khai. với anh cái chỗ mà cái sổ doanh thu lúc nãy anh mở ra với lại cái phụ lục giảm thuế nó hôm trước của em nó không khớp, anh nó chênh lệch mấy đồng mà anh không biết À, sao em như vậy. mấy đồng thì thường có thể là nó do làm tròn số lẻ thôi, thì đấy thì nó không không thể Không chỉ phải biết được bao do nhiêu. em có cái khoản khấu trừ lên kìa, khấu trừ của đơn vị bảo hiểm nó khấu trừ lại là À nó bị tính nó bị thiếu.
nó trừ, nó giảm luôn cái phần trừ nó nữa, thành ra nó mới bị chênh lệch. Cái đấy thì về nguyên tắc là không đâu, cái phần giảm thuế đấy là nó không được giảm ở đây đâu, nó phải là bên bên Cái phụ lục đó hả? cái đấy nó sẽ tính sang bên bên nào xuất hóa đơn nó tính giảm cái bên đấy, còn cái này của chị giảm trừ nhưng chị không xuất hóa đơn cho cái đấy, mà cái đấy nó sẽ được xuất cho cái người mà trả phần tiền đấy, thì nên nó chỉ tính bên đấy chứ nó không tính bên này được, về nguyên tắc nó sẽ là như thế. Còn cụ thể thì chắc là chị phải để xem mở cái data đấy lên em sao kiểm tra lại chi tiết của cái hóa đơn đấy thì mình mới biết được. Em cầm lấy cái thẻ này, trong thẻ có 400 triệu, mật khẩu là 4. Khi nào câu hỏi tiếp theo không ạ? OK, trong trường hợp mà anh chị không có câu hỏi thì em xin phép sẽ dừng cái buổi chia sẻ hôm nay tại đây. Thì trong cái buổi thứ bảy tuần sau thì em sẽ chia sẻ về cái nội dung cái nghị định 41 sửa đổi về nghị định 123 quy định về hóa đơn điện tử và hướng dẫn sửa đổi một số thay đổi của cái nghị định 15 về miễn giảm thuế theo cái nghị quyết 43 của Quốc hội. Cảm ơn các chị và chúc anh chị sẽ hoàn thành tốt công việc trong cái kỳ kê khai của quý 2. Trong quá trình làm, nếu như có vướng mắc gì về số liệu hoặc là cần hỗ trợ thì anh chị liên hệ vào nhóm để các nhân sự sẽ hỗ trợ cho anh chị cho kịp thời. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ.